Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh đúc gân với hương lá dứa nha. Bánh có độ dai giòn tự nhiên nè, hoàn toàn không dùng hàn the, với những cái gân xanh trắng nổi lên, vừa đẹp vừa ngon mà lại đơn giản, không cần phải cực công khuấy bột. Mời các bạn xem video để biết cách làm, cũng như là đăng ký kênh để nhận những video mới nhất mỗi ngày nhé. Trước hết thì các bạn sẽ chuẩn bị 10 cọng lá dứa, mình cho nước vô xay xong các bạn để tủ lạnh cho nó lắng trong. Tiếp theo là mình dùng bột, mình dùng đây là 150g bột gạo, 150g bột năng thì tỷ lệ là 1:1 nha. Tí xíu muối. Đây là nước vôi trong, nước vôi này các bạn cho một muỗng canh dung vào 2 lít nước hòa tan rồi mình lắng trong một ngày, để có được cái nước vôi nó trong ở bên trên vậy nè. Để chút nữa mình sẽ dùng cái phần nước trong này, vôi này là vôi ăn trầu á. Bây giờ mình sẽ pha bột, cho hết một chén bột năng cũng như là một chén dung bột gạo vô, là hai thứ này là 300g. Cho vô tí xíu muối nè, trộn sơ ha, cho hai loại bột nó hòa tan với nhau trước. Các bạn sẽ cho vào đây 300ml nước lọc. Mình cho nước lọc trước, hoặc là các bạn cho một lượng với nước vôi cũng được nha, nhưng mà mình cho nước lọc trước, hòa tan phần bột trước ha, rồi mình hãy đi lường nước vôi. Nước vôi này các bạn sẽ lượt qua, mình cũng lấy đủ 300ml thôi, không có lấy nhiều. Lượt lại để bảo đảm cái phần nước vôi nó được mịn á, những cái lợn cợn á mình bỏ đi. Cho vào đây 300ml nước vôi và 300ml nước lọc là 600ml nước. Hòa tan đều, các bạn để nửa tiếng cho bột nở hoàn toàn. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị 100ml nước cốt dừa nè, đây là nước cốt dừa ép đậm đặc. Và 100ml nước lá dứa mình đã lấy ra cái phần đậm màu từ trong tủ lạnh á. 200g đường thốt nốt để chút nữa mình làm nước đường, và một cọng lá dứa, tí xíu muối. Đường thốt nốt thì mình đi cắt ra nhỏ nhỏ như nè, để chút nữa mình nấu cho nó nhanh tan. Cho hết vào trong cái chảo, cho tí xíu muối vô để cái vị ngọt nó đậm đà. Cho vào 200ml nước để nấu đường. Lá dứa nè, cắt khúc khúc nhỏ nhỏ ra, nấu cho nó sôi lên thì đường thốt nốt nó cũng tan. Các bạn để lửa nhỏ và mình nấu tiếp tục trong vòng 10 phút nữa để nước đường nó kẹo sệt, nó ngon hơn ha. Đây là nước cốt dừa nè, mình thắng nước cốt dừa để ăn cùng, thì mình cho vào đây 1 chén nước cốt dừa, cho vào một muỗng canh đường thôi, tí xíu muối, tại vì mình có nước đường nó ngọt rồi đó. Và đây là bột gạo, các bạn cho vào một muỗng canh lưng thôi ha, không có cho nhiều quá. Khuấy đều cho bột nó tan hoàn toàn. Cho lá dứa vô. Và đây là nước cốt ép nguyên chất 50ml, chút nữa mình cho vô sau. Bắt nước cốt lên trên bếp, các bạn khuấy với lửa nhỏ và mình khuấy đều tay. Nước cốt bắt đầu sôi lên thì cho nó sôi bùng lên ha, để chín hoàn toàn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chén nước cốt đặt á, hồi nãy mình chưa chừa lại đó, cho vô sau. Làm vậy thì nước cốt nó được đục nè, cũng như là nó béo thơm mùi nước cốt dừa nữa đó. Rồi cho vô, các bạn tắt bếp ngay. Đây, nước cốt của mình rất là ngon ha, nó vừa có cái độ sánh sệt nè, và nó có cái độ béo, các bạn nghe được cái mùi rất là béo thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước cốt ra cái chén nè. Nước cốt rất là ngon nè. Các bạn thắng theo cái kiểu này đi, bảo đảm siêu ngon luôn á. Nước đường thì mình cũng cho ra chén, một chút nữa nó nguội thì nó sẽ sệt hơn nữa. Cho lên đây một ít đậu phộng rang. Quay trở lại thao bột thì mình để cho nó nghỉ hơn nửa tiếng. Nghỉ càng lâu thì bánh nó càng dai ngon ha. Các bạn sẽ chia ra làm hai phần, chia cho đều ra, một phần là mình dùng màu trắng, một phần là mình dùng màu lá dứa. Đây là nước cốt dừa ép hồi nãy nè,
Mình cho vào đây 100ml cho cái tô màu trắng, 100ml nước lá dứa cho tô màu xanh. Khuấy đều lên. Nước lá dứa mà các bạn dùng ít á thì mình cho vô tủ lạnh để nó lắng được cái màu đẹp. Và nếu các bạn dùng trực tiếp thì màu rất là lợt. Mình không khuấy bột mà mình bắt một nồi nước sôi. Các bạn cho thẳng cái tô bột lên trên. Mình khuấy với cái kiểu này á, bột nó sẽ sệt và nó không có bị cháy bột nè. Khuấy liên tục một hồi bắt đầu bột nó sẽ đặc lại, có nước sôi ở dưới. Đây mình khuấy khoảng chừng 10 phút ha, bắt đầu bột nó đặc vậy nè. Đặc vậy là được rồi, các bạn sẽ nhắc nó xuống. Cái tô màu xanh cũng vậy luôn. Khi nó đặc là được, các bạn tắt bếp và mình nhắc xuống luôn. Hai cái phần màu của bánh đúc mình đã hoàn thành. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đổ vô khuôn. Khuôn này các bạn thoa dầu, lót miếng giấy nến hoặc là thoa dầu rồi mình cho vô trong, mình hấp cho nó nóng. Làm vậy để khi mà bánh nó chín nó tróc, nó không có bị dính khuôn. Và mình sẽ cho qua từng màu, làm xen kẽ nhau để bánh nó nổi được cái gân đẹp. Làm bằng cái phới vậy nè thì cái bánh nó cũng lên được gân nữa, nhìn nó cũng đều nữa. Mình làm xong hết rồi, các bạn có thể thoa một chút dầu ăn vô cái bao tay, rồi mình sẽ dàn cái lớp mặt cho nó phẳng ra. Xong rồi đem xửng bánh đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi, cho bánh vô. Mình làm vậy rất là nhanh, khỏi phải khuấy bột nè. Mình sẽ hấp bánh này với khuôn 22cm trong vòng 15 phút. Sau 15 phút mình sẽ kiểm tra bánh. Rất là thơm mùi lá dứa luôn và nước cốt dừa nữa. Các bạn kiểm tra thấy bánh nó không có bị dính bột ướt nữa là bánh nó chín hoàn toàn. Và mình chờ cho bánh nguội thì mình mới lấy ra. Bánh nó đã nguội rồi. Bánh này phải nguội ha, mình để được 2 tiếng rồi đó. Nếu các bạn mà làm muốn cho nó nhanh hơn thì mình ngâm trong cái thau nước lạnh á thì bánh nó nhanh nguội. Bánh mình lấy ra tróc nè, dễ dàng, nó không có bị dính khuôn. Wow, nhìn đẹp quá, nhìn giống như là rau câu sơn thủy vậy đó. Nó có cái gân trắng và xanh. Bánh dai dai nè, nổi gân lên nè, nhìn rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra ha, thoa dầu vô trong cái cây cắt. Cắt bằng cái dao chặn á, nhìn cái bánh nó xinh hơn. Mà mình cắt ra những cái lát mỏng mỏng thôi. Bánh đúc các bạn đừng có đổ dày quá mình ăn không có ngon đâu. Gân rất là đẹp nè. Cắt những cái miếng nhỏ nhỏ mỏng mỏng và mình cắt xéo xéo á. Cắt lên là các bạn cảm nhận được cái độ dai của bánh á. Sắp lên, mình cho lên đây mè gan. Mình đã hoàn thành xong bánh đúc gân lá dứa ăn cùng với nước cốt dừa và nước đường thốt nốt thắng. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra dĩa nha. Với cách làm đơn giản, không có phải khuấy bột lâu và cho ra món bánh cực kỳ dai ngon, không cần hàn the. Bánh này thì nó sẽ lạt lạt cho nên mình phải ăn với nước cốt dừa và nước đường. Nước đường thốt nốt á, các bạn thắng lên á, nó thơm lắm. Cho thêm đậu phộng rang nữa. Hấp dẫn quá. Những cái miếng bánh nè, nó dai dai và có cái màu xanh xanh đẹp của lá dứa nữa. Mời các bạn nha. Bánh nó dai dai nè, nó có cái độ giòn giòn và ăn cùng với nước cốt dừa béo béo, thơm mùi nước đường và lá dứa nó thoang thoảng. Ăn rất là ngon luôn á, y chang như người ta bán ở chợ luôn. Không có khác gì hết. Bánh này các bạn để tủ lạnh ăn vẫn ngon nha,
không hề bị cứng. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mới nhất miễn phí mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.